Quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chuyên mục ngày hôm nay sau phần tin, chúng tôi sẽ phản ánh tới quý vị khán giả phóng sự Bạch Thông chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và phóng sự về việc đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 của Nari đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sau gần 5 năm thực hiện nghị quyết cho 42 chỉ tiêu cụ thể đề ra ở đầu nhiệm kỳ, có 28 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch. Các chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục thực hiện phấn đấu hoàn thành cuối năm 2020. Một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch của toàn nhiệm kỳ như lương thực bình quân đầu người đạt trên 823 kg một người một năm, thành lập được 22 hợp tác xã, có 3 xã chuẩn nông thôn mới, thu ngân sách đạt 18,9 tỷ đồng một năm. Tỷ lệ gia đình văn hóa, tổ nhân dân văn hóa đều đạt và vượt so với kế hoạch nhiệm kỳ đại hội. Đến nay, mức thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn đạt trung bình gần 20 triệu đồng một người một năm. Cùng với việc nỗ lực thực hiện hoàn thành một số các chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Nari đã và đang khẩn trương đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế nguyên nhân trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 để rút kinh nghiệm và định hướng cho nhiệm kỳ tới. Chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã chỉ đạo tiếp tục phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ. Ngoài ra, tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện đạt từ 10% trở lên. Thực hiện chủ trương cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ và thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và phân đấu 3 độ tuổi trong thường trực cấp ủy. Tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện. Chỉ đạo thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể. Cấp ủy cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành ở cấp huyện. Khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác. Thực hiện chủ trương thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao. Cơ cấu số lượng đại biểu đại hội đảng bộ các cấp thực hiện theo hướng giữ nguyên số lượng đại biểu ở khối địa phương như một số nhiệm kỳ gần đây, đồng thời đổi mới cách phân bổ để bảo đảm thành phần, cơ cấu, giới tính, dân tộc hợp lý, tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phản biện, đóng góp ý kiến khi quyết định những chủ trương chính sách lớn của Trung ương và địa phương. Hiện nay, các ngành địa phương đã tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các văn kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Nhiều ý kiến đã và đang được đề xuất, đóng góp, thể hiện được tâm tư của đảng viên ở nhiều mức độ khác nhau, nhưng đều thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới quê hương đất nước. Những ngày này, các địa phương đã và đang tích cực hoàn tất việc tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở. Theo đó, đến nay đã có gần 70% các tổ chức cơ sở đảng cấp thôn, bản, tổ dân phố, cấp chi bộ thuộc đảng bộ các cơ quan đã tổ chức xong đại hội. Một số đảng bộ cấp xã, phường, khối cơ quan cũng đã tổ chức xong đại hội điểm. Cùng với công tác chuẩn bị đại hội, việc xây dựng văn kiện đại hội và đóng góp ý kiến cho văn kiện đã được quan tâm thực hiện. Trước mắt là tham gia ý kiến cho cái văn kiện đại hội đảng bộ đảng các cơ quan tỉnh. Và đồng thời là cũng xem xét và bổ sung tham gia ý kiến vào cái văn kiện của đại hội đảng bộ của tỉnh. Về kết cấu dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp được trình bày gồm hai phần. Phần thứ nhất đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Phần thứ hai phương hướng nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, các đảng viên sẽ tập trung cho ý kiến vào các vấn đề nêu trong dự thảo báo cáo chính trị có chính xác và đầy đủ chưa, cần điều chỉnh bổ sung nội dung gì. Đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan về phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Các đảng viên, tổ chức cơ sở đảng sẽ nhận định tình hình về thuận lợi khó khăn như vậy đã đầy đủ chưa, cần bổ sung vấn đề gì, mục tiêu tổng quát đã đầy đủ và phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển chưa, cần điều chỉnh, bổ sung nội dung nào, các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới như vậy đã hợp lý chưa, cần điều chỉnh thêm bớt chỉ tiêu nào không, vân vân. Đối với cái việc góp ý cái văn kiện của tỉnh khóa 12 thì theo cái hướng dẫn của tỉnh ủy thì đảng ủy cũng đã chỉ đạo và gửi những cái dự thảo văn kiện của tỉnh để cho các đơn vị cơ sở để duyệt. Trong khi
hướng dẫn và trong quy định thì sẽ duyệt, sẽ tham gia góp ý một số cái nội dung. Cái chủ đề đại hội, cái thứ hai là phương châm chỉ đạo đại hội, cái thứ ba là cái kết cấu bố cục, và cái thứ tư là bối cảnh thực hiện cái nghị quyết nhiệm kỳ 2015 và 2020. Báo cáo chính trị của đại hội là sự kết tinh trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm, sự sáng tạo, tầm nhìn, khát vọng của đảng bộ và định hướng phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quá trình xây dựng báo cáo phải bám sát cương lĩnh, các quan điểm, đường lối, định hướng lớn của đảng, nhất là 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược theo nghị quyết đại hội 12, bám sát định hướng chuẩn bị văn kiện đại hội 13 của đảng và tình hình thực tế để đánh giá và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và với tầm nhìn xa hơn. Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Bộ Chính trị yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả để các trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với đảng. Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Cạn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, 189 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở của huyện Bạch Thông đã tiến hành xong đại hội. Hiện nay, các đơn vị địa phương trong toàn huyện đang nỗ lực hoàn tất các công việc chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc huyện ủy, trong đó công tác nhân sự được đặc biệt quan tâm. Đảng bộ xã Cẩm Giàng hiện có gần 200 đảng viên. Để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng sắp tới, địa phương dự kiến sẽ chọn ra 19 đảng viên trong diện quy hoạch để đại hội đảng bộ xã bầu chọn, trong đó có các chức danh chủ chốt là bí thư và hai phó bí thư, 11 đồng chí trong ban chấp hành. Với sự chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng, hy vọng đại hội đảng bộ xã sẽ chọn được những cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất cũng như trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc, nhiệm vụ đề ra. Về phần nhân sự thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị bố trí sắp xếp các đồng chí trong cái diện quy hoạch theo nhiệm kỳ, thì chúng tôi cũng đang thực hiện. Tới đây sẽ trình huyện ủy để xem xét phê duyệt trước khi tổ chức đại hội. Đối với các đảng bộ xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập hai địa phương theo nghị quyết số 855 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp cũng được chú trọng thực hiện nhằm lựa chọn ra những nhân sự khóa mới đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Hiện nay thì hai đơn vị thì đã được công bố là thành lập đảng bộ mới, đảng bộ thị trấn Phổ Thông. Thì đối với các công tác nhân sự thì hiện nay thì chúng tôi đang trong ban thường vụ cũng đang rất là hoàn thiện để đảm bảo cơ cấu cho hợp lý và theo chỉ đạo. Để chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện ủy Bạch Thông đã ban hành kịp thời đầy đủ các văn bản chỉ đạo tổ chức đại hội, thành lập các tiểu ban giúp việc, xây dựng phương án dự kiến nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy. Thực hiện chỉ đạo của huyện ủy Bạch Thông, 40 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện đã tiến hành lựa chọn nhân sự cấp ủy khóa mới, đảm bảo nguyên tắc thống nhất và dựa trên các tiêu chí về chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Các đảng viên được giới thiệu cũng là những cán bộ tiêu biểu, có uy tín, có phẩm chất chính trị, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Về công tác nhân sự, thực hiện theo các quy trình hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo các đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện theo 5 bước theo hướng dẫn của cấp trên để đảm bảo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành trong tháng 4 năm 2020. Đến thời điểm này, huyện Bạch Thông đã tổ chức xong đại hội đảng bộ điểm cấp xã để rút kinh nghiệm. Theo kế hoạch, cuối tháng 6 huyện sẽ tổ chức đại hội đảng bộ huyện lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 với số lượng đại biểu được triệu tập khoảng hơn 200 người. Dự kiến số lượng thành viên ban chấp hành đảng bộ huyện Bạch Thông khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025 là 37 đồng chí, ban thường vụ 11 đồng chí. Cùng với việc chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Bạch Thông cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, chất lượng sinh hoạt chi bộ,
tập trung vào những vấn đề cụ thể liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống nhân dân. Thưa quý vị khán giả, những năm gần đây, thành phố Bắc Cạn đã có bước phát triển nhanh về kinh tế xã hội, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Để đạt được kết quả đó, cấp ủy chính quyền và người dân đã đồng lòng chung sức xây dựng thành phố. Trong đó, sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng có vai trò rất quan trọng. Thời gian qua, thành phố Bắc Cạn rất quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Đức Xuân là phường trung tâm của thành phố. Những năm gần đây, nhiều tuyến đường đã được cải tạo mới, diện mạo phố phường cũng đẹp hơn. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, những năm gần đây, phường Đức Xuân luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Năm 2019, phường thu ngân sách được hơn 9 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch giao. Số hộ nghèo giảm nhanh, hiện phường Đức Xuân chỉ còn 23 hộ. Theo ông Hoàng Hữu Toàn, Bí thư Đảng ủy phường, việc xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh có vai trò rất quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Chúng tôi đã thường xuyên quan tâm đôn đốc các đồng chí đảng ủy viên được phân công phụ trách các chi bộ xuống dự sinh hoạt trực tiếp với các chi bộ tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng. Hiện Đảng bộ thành phố Bắc Cạn có 47 chi đảng bộ cơ sở, trong đó có 16 đảng bộ, 31 chi bộ và 176 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 4.199 đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy đã ban hành chương trình số 03 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp giai đoạn 2015-2020. Cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Việc lãnh đạo công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, thường xuyên làm tốt công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, quan tâm đẩy mạnh việc rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa của các thế lực thù địch. Để nâng cao cái chất lượng sinh hoạt chi bộ thì chúng tôi luôn chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm cái chỉ thị số 10 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Và phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách từng đơn vị và thành lập các tổ công tác đã tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, của các tổ chức cơ sở đảng, trước hết là cấp ủy. Chỉ đạo các cấp ủy hết sức chú trọng công tác lựa chọn nhân sự vào cấp ủy. Trong nhiệm kỳ, Thành ủy chỉ đạo tổ chức 72 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 5.000 học viên, kiện toàn được 60 lượt cấp ủy cơ sở, kết nạp được gần 460 quần chúng ưu tú vào Đảng. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 10 CTTU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú làm nguồn giới thiệu kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo việc kiểm điểm đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm trên tinh thần cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh ủy. Qua phân tích đánh giá hàng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 85% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã kiểm tra giám sát 281 lượt tổ chức đảng và hơn 1.200 đảng viên. Qua đó đã kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, ngăn ngừa vạn chế đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở thành phố vẫn còn bộc lộ những hạn chế như việc nắm bắt định hướng tư tưởng dư luận xã hội đôi khi chưa kịp thời, kỹ năng, phương pháp tuyên truyền của báo cáo viên ở một số tổ chức đảng có mặt còn hạn chế, hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Việc đánh giá cán bộ công chức, phân loại tổ chức đảng và đảng viên có đơn vị thực hiện chưa chặt chẽ, có tình trạng nể nang, chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra giám sát chưa cao. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chuyên mục xây dựng đảng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.